Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 4, tức mùng 9 tháng 3 âm lịch tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì. Đơn vị tài trợ và thực hiện màn bắn pháo hoa là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đang tích cực chuẩn bị nhằm mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho đồng bào và du khách về dự hội. Không khí khẩn trương tại các xưởng sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất 21. Để chuẩn bị cho đêm pháo hoa phục vụ Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm nay, đơn vị đã xây dựng kịch bản gồm 800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 180 dàn pháo hoa tầm thấp và dàn hỏa thuật kèm theo, bắn trong thời gian 15 phút. Không chỉ số lượng nhiều hơn mà mẫu pháo hoa cũng được thay đổi. Năm nay thì cũng như mọi năm, tức là tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Thế nhưng năm nay thì số lượng pháo hoa nhiều hơn. Chúng tôi cũng đưa một số cái mẫu mã pháo hoa mới nhất của chúng tôi mới nghiên cứu ra, đang xuất khẩu cho các cái nước như là Nhật Bản hoặc là Dubai để bắn trong cái lễ hội Đền Hùng năm nay. Để tạo ra màn trình diễn hỏa thuật ấn tượng phục vụ nhân dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất 21 đã xây dựng kịch bản bắn kỹ lưỡng, hiệp đồng thực hiện các kỹ thuật bắn khó, đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì để đảm bảo các điều kiện về an ninh an toàn. Năm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất 21 sẽ tài trợ toàn bộ số pháo hoa, thiết bị bắn và kỹ thuật bắn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Lãnh đạo chỉ huy nhà máy đã chỉ đạo tất cả các cơ quan làm công tác chuẩn bị tốt nhất. Đây là cái tình cảm, cái trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động của nhà máy đối với cái quê hương đất tổ, và để cho người dân về dự lễ hội Dỗ Tổ có được một cái đêm chiêm ngưỡng cái pháo hoa sản phẩm tôi đẹp nhất. Dự kiến ngày 16 tháng 4, đơn vị sẽ di chuyển pháo hoa tới cầu công viên Văn Lang, lắp đặt trận địa pháo để chuẩn bị khai hỏa vào ngày 17 tháng 4. Những màn pháo hoa tầm cao rực rỡ đã trở thành đặc sản được khán giả mong chờ nhất trong khuôn khổ các hoạt động của Dỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng hàng năm. Sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng của các đơn vị hứa hẹn sẽ tiếp tục mang tới những màn trình diễn mãn nhãn cho nhân dân địa phương và du khách thập phương trong hành trình về với vùng đất cội nguồn dân tộc.